Một khu đất rất là ngộp Anh chủ đang kẹt tiền rất là nhiều Mỗi một ngày là bây giờ phải đóng lại hơn một triệu Nên bây giờ cần bán gấp nhá, Rất là gấp luôn Nguyên cái khu này Tổng diện tích của cái khu vườn của anh ấy là 9 xào 9 ngàn mét vuông đấy anh chị 9 ngàn mét vuông Ngang bám theo mặt đường Đây là mặt đường hiện hữu nhá, Được tới 55 mét Chỉ cách đường bê tông kìa Đường bê tông ngay đây Đó Cách đường bê tông khoảng 30 mét Cách đường bê tông 30 mét thôi. Nguyên tổng diện tích cái khu này là 9 ngàn mét vuông. Anh ấy đang cần bán gấp, giao bán 4 tỷ rưỡi. Nếu mà khách nào mà thiện trí tới sớm ấy, tới sớm mà có tiền mặt sẵn ấy. Có thể công chứng càng sớm càng tốt thì anh ấy sẽ thương lượng. Tại vì anh đang cần tiền gấp ấy, nên ai mà có tiền mặt sớm thì có thể mua được giá tốt nữa nha. Còn cái giá hiện tại là đang chào là 4 tỷ rưỡi hết cái này luôn. Đỗ Trung, nhà đất Đồng Nai nhận ký gửi review bất động sản. Đây trước tiên là cái nhà của mình nha. Nhà này thì uh, anh cũng xây lâu rồi. hồi xưa xưa là xây để uh, giữ vườn thôi. cách đây xây cũng phải hai chục năm rồi. Nhưng mà bây giờ anh chị đã về đây ở luôn rồi. Nhà cũng uh, gọi là nhà cơ bản thôi anh chị ạ. Cơ bản nhưng mà làm cái nền rất là rộng, cao ráo, thoáng mát nhá. Xung quay sơ sơ ngoài thôi. Và bên này thì có hệ thống uh, trang trại của anh này. Nhất là có chuồng uh, chạy gà này, cái chuồng này để nuôi gà nuôi cút nhưng mà giờ anh cũng không nuôi nữa này. và bên kia có hai cái chuồng dê, dê thì anh ấy cũng đang nuôi này. này, dê rất là dễ thương nha anh chị. đó. đây là chuồng dê của anh ấy. dê thì anh chị vẫn đang nuôi nhá. nuôi dê rất là là dễ thương này. Nhìn yeah, không sợ cắn đâu mọi người ạ Rất là dễ thương Rồi bằng sau này thì Anh ấy đã làm đang trồng mít này Trên vườn thì Vườn này thì cũng có, nó phải nói là có tương đối là có đá nha Đá thì người anh ấy cũng xếp lại rồi đấy Dốc thay thoải nha anh chị Tức là từ trên kia xuống đổ xuống đây sẽ là thấp cái nhà của mình là sát với đường là thấp nhất, còn đó thoi thoải trở lên trên vườn đang trồng mít, mít này là mít thái, mít thái siêu sớm ấy, mít thái siêu sớm và mít thì cũng đang cho ra trái nha anh chị. Có cái vườn này thì đá anh ấy xếp thành đã gom đá lại xếp thành từng uh, danh hà già hạ danh, từng cột từng cột hết rồi, từng hàng từng hàng hết rồi. Đây bên này thì giáp uh, rào bên này là người ta đã rào lưới B 40 rồi, đất của mình là đổ vào bên này nhá vườn uh, có cây sầu riêng này Sầu riêng, mít, chủ yếu là sầu riêng và mít thôi anh chị ạ Có mấy cây sầu riêng và mít Trên này thì đồ trên này rất là cao, đất ra uh, trên này rất cao này Danh bên này thì cũng có danh mốc rồi, trên này thì người ta không có chưa, có rào nha anh chị Cái giá này rất là ngộp Thời buổi kinh tế chẳng ai biết như nào Trước đây anh nghĩ uh, à, Thời 2021 ấy, người ta vào người ta trả anh ấy tới tỷ mốt một sào rồi thì cái này uh, tới cả chục tỷ anh không bán giờ coi như giảm xuống còn có một nửa 4 tỷ rưỡi thôi 4 tỷ rưỡi mà anh chị nào mà có tiền sớm để uh, giúp anh ấy trồng tiền sớm để anh thanh khoản ấy anh ấy trả nợ thì sẽ có thể thương lượng đấy anh ấy cần bán lắm rồi lên trên này thì lại bằng đấy anh chị nó hơi dốc thoải thoải một xíu thôi xuống dưới kia thì uh, dốc ở dưới phía nhà thì dốc nhưng mà lên đây thì lại rất là bằng này trên này là lên tới cái phần bằng trên này rồi này mít này thì chú uh, cũng nói thật là mít uh, thái này trồng thì nhanh có trái, trồng đôi khi trồng uh, xuống liền một năm là có trái rồi, nhưng mà nó chỉ được khoảng độ ở ba bốn năm thôi, được ba bốn năm là cây mít nó sẽ uh, suy ngay, là mình phải trồng mới đấy. cái giống mít thái này nó vậy, nên là cái này chắc anh cũng trồng được ba bốn năm rồi đó, nếu mà mua về là mình cũng phải uh, uh, trồng lại này. đây này phía trên này thì có trồng cỏ cho bò. hồi trước anh có nuôi uh, có nuôi dê nuôi bò ấy nên là trên này để anh để trồng cỏ này dài Sam hướng hướng bên kia đất của mình thì nó sẽ không được vuông nhá đây trung chèn cái hình à, hình dạng kích thước của đất đây cho anh chị mình xem này đất vườn mà đất vườn mà đất à, kiểu khai hoang từ đời ông cha để lại ấy nên là nó không phải vuông vức được như đất phân lô đâu nhưng mà diện tích rộng thì mình làm gì cũng được đất vườn diện tích rộng thì mình làm gì cũng được đất này có đá đá này toàn là đá đá cục cục này mình phải xếp lại có đá thì đất lại có những cái đất ở dưới rất là tốt mình xếp đá vòng quanh gốc ấy. rồi là mình à, à, trồng ở dưới này cũng có anh ý vừa này thì chưa có đầu tư hệ thống pet tới tự động chưa có phép tưới tự động nhá, vẫn phải tưới bằng dây kéo này. Hiện giờ thì mít này cũng vẫn đang cho ra, ra trái nhưng mà kiểu nó, nó lâu rồi nó cũng không được uh, nhiều trái như lúc trước. này, trái này ngon lắm này mít thái này anh chị. trái này sắp chín đây này. cây này còn hai trái rất là ngon. thực sự cái vườn này nếu mà chung mà, hiện giờ có tiền là chung cũng muốn mua giá rất rẻ, 4 tỷ rưỡi mà tới 9 xào. Trong khi đó anh chị nào mà đã theo dõi kênh của Trung hoặc là tìm hiểu thị trường đất khu vực xã Thịnh này. Năm 2021 bên đây Trung cũng có bán phân lô, phân sổ ra đó. Một sổ, một xào, cả 1 tỷ 1 tỷ 2, một xào được có 1 ngàn mét thôi đó. Đất xào mà trên vườn không có gì đâu, trên đất chỉ gọi là đất trống thôi. Tại vì phân lô ra mà, tách sổ ra thì người ta, hồi xưa đấy là đất người ta trồng mía ấy, sau này đâu có làm gì nữa đâu rồi đất hoang đất trống mà đã trên một tỷ một xào rồi này trên này rất là bằng này anh chị này đường ô tô vào tận nơi luôn từ đây mà mình đi ra tới đường uh, quốc lộ 1 a tầm 3 ba cây số thôi nhá ba cây số và nếu mà ra tới um, đi ra tới khu uh, tới đường cao tốc dầu dây ấy lên tới điểm dầu dây phan đường uh, ngoài thị trấn dầu dây cái điểm uh, móc lên đường cao tốc ấy thành phố Hồ Chí Minh Long thành dầu dây thì tầm khoảng 5 6 cây nhá. Này anh chị nào ở Sài Gòn hay Biên Hòa muốn mua làm nhà vườn thì cái này quá hợp lý luôn. Đường đi thì cũng gần mà thuận tiện nữa. Ô tô vào tận nơi. Mình ở Sài Gòn mình đi theo cao tốc thì xuống đây mất tầm khoảng tiếng rưỡi là cùng thôi. Trên vườn trồng toàn là mít Thái. Giờ gặp cái cái tình cảnh như này phải bán bán tiếc nó rẻ thôi nói thực ra trung không muốn quay vừa nãy trung có nó đứng nói chuyện với anh ấy anh cũng nói rớt nước mắt rồi anh chị đất của bố mẹ để lại cha mẹ để lại mà giờ giờ phải bán bán mà đâu có được giá đâu bán rẻ tại thời điểm này kinh tế khó khăn nên là đất ta cát nó cũng đứng bán nó không phải nói gọi khách tới bán là bán được ngay nên là anh cũng đang rất là nóng ruột mỗi ngày phải đóng tiền lãi tiền lời một triệu rưỡi một tiền lời cứ ngày ngày qua mở mắt ra là mất một triệu rưỡi mất một triệu rưỡi mà tiền chết ấy. tiền đấy là tiền chết chứ không phải tiền vay chết ấy. nên là anh ấy bắt buộc là phải bán chứ không sau không có gì để mà bán ấy. để mà trả nợ cho người ta phía trên này thì rất là bằng này phía trên này thì rất là bằng còn một đoạn dưới này là anh ấy do anh ấy xếp đá này anh ấy xếp uh, thành uh, bậc bậc ấy nên nó hơi thoai thoải xuống một xíu nhá vườn rộng về đây mà nuôi gà nuôi dê nuôi bò chăn nuôi quá là đẹp luôn anh chị mít nó đang ra trái này. giái mít này. Đó. Rồi, chúng đi ra lại phía dưới Trước nhà cho anh chị mình xem. Anh chị nào mà quan tâm thì gọi cho chung ngay. Trung sẽ gửi sổ nhá Gửi sổ và gửi vị trí luôn. Cho anh chị mình xem luôn. Sổ trên đất là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Chưa có thổ cư đâu. Đất này chưa có thổ cư. Hoàn toàn là đất trồng cây lâu năm. Trên sổ thì có 9000 mét thôi. À quên trên sổ là 8700m. Nhưng mà thực tế là 9000m. Do còn một phần... À, lúc trước cái danh bên này nó không được thẳng này danh trên sổ không được thẳng nên là khi à, anh ý nắn lại ấy, nắn lại thì bên hàng xóm mỗi bên nhường qua nhường lại ấy, cho nó thẳng cái đất đấy có 300m là đất à, à, tức là có giấy chứng à, của xã nhưng mà trên sổ thì chưa chưa có cập nhật lên sổ thôi còn diện tích thực tế của cái khu này là 9.000m anh ấy cam kết đầy đủ diện tích cho mình nên là anh chị yên tâm vừa này thì chủ chủ yếu là mít đây có mấy cây khóm dứa này dạ có cây bơ đang rất là nhiều trái anh chị ơi đang mùa bơ mùa hè mùa tháng 3 tháng 4 này là chuẩn bị mùa bơ này trái trái này chỉ khoảng một tháng nữa tháng nữa anh nhỉ tháng hoặc là tháng nữa là là chín rất là nhiều cái này thì à, thực ra cái này rất là rẻ anh chị nào mà thích là phải uh, đi xem liền Cái giá tầm giá này thì uh, Anh chị cũng có biết là Trong cái tầm giá khu vực chẳng Bom này không có giá này đâu Nên là rất là nhiều anh chị săn đất ngộp ấy Đất ngộp đất uh, Giá rẻ thì tham khảo sớm Đây cái đường này còn thông đi vô trong đây nhá Trong đây có rất là nhiều khu họ Họ phân lô ra thành từng uh, xào từng xào một Nên là đây, đường này còn đường thông này. Đường thông ô tô đi được nha anh chị. Đất của mình là ra tới phía dưới này luôn này. Ra tới cái... Đây, phía ngoài này thì anh đã rào giáp với vườn cao su. Bên này thì là vườn cao su. Bên này là vườn mít của anh. Đây, có cắm cọc bê tông rõ ràng rồi này. Đó, bên này là vườn cao su này. Còn bên đây là vườn của anh Đó. Rồi anh chị nào mà quan tâm thì gọi cho Trung để Trung dẫn đi xem đất hoặc là có thể kết à, à, bạn Zalo để Trung gửi sổ cho nhé. Video Chung cũng xin dừng tại đây làm ngắn gọn vậy thôi. Thực tế quay như vậy thì Chung à, quay như vậy thôi. Đường bê tông ngay kia kìa. Đó đường bê tông là ngay cái ngã ba chỗ cái nhà đó là đường bê tông nhá. Đường bê tông lớn, xe rô ra vào thoải mái luôn. Rồi cảm ơn anh chị xem hết video nhé, ủng hộ Chung một à, đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.